Rồi vô clip này chào mấy bác nha Thì à, đây là một con 303 của một anh khách Gửi vô đây cho em để em lên chế ra ngang Thì trong cái nghề của em ấy, Càng ngày là em càng phải nâng cao cái tay nghề của mình Và em chưa bao giờ em đầu hàng trước một con máy nào Chẳng qua là có thời gian hay là không Và nhận hay là không thôi Chứ gần như em chưa đầu hàng bất kể một con máy nào thì cũng cảm ơn anh khách này đã tin tưởng và ủng hộ bên em đã gửi máy vào đây anh khách này không chờ có nghĩa là không có hối gửi vô đây là không có kỳ nào ở thời gian thời gian cứ bao giờ xong gửi cho anh ok Thế là em đã hoàn thành và em cũng nói bên kênh em là gần như đến đâu là em bán hết đến đó những cái video clip em đăng trên đó là gần như sạch sẽ đến đâu là hết không có đâu em bán gần như chỉ kịp em dọn cho khách thôi đích thân những con máy mà em chọn em gửi đến khách hàng là đích thân em làm hết, không có qua thợ thuyền hay này nọ lung tung là đích thân mình làm, mình dồn cái tâm huyết mình vô để mình làm một con máy để nó tốt nhất đến tay khách hàng. Và càng ngày em càng phải nâng cao cái tay nghề của em lên. Hàng ngày em bỏ thời gian ra em học. Em cố gắng em học kể cả là đến như em đây tay nghề như em em vẫn phải bỏ thời gian em học hành. Bỏ thời gian học, em kết hợp giữa Xe máy này. Xe máy này. Máy cắt cỏ này, kiến thức về xe máy em không thua một ai, em dám khẳng định luôn, chẳng qua em làm hay không thôi. Xe máy này, máy cắt cỏ này. Đấy. Và mấy cày. Ba cái động cơ đó gần như em làm trùm luôn, thiệt luôn, không phải em nói dốc. Bởi vì nếu như mà một người nào đó họ am hiểu về một loại động cơ thì em không nói, nhưng mà riêng em đây ba loại động cơ em đều có thể em am hiểu một phần nào đó chứ còn nếu như mà tìm được một người mà họ am hiểu về ba tính chất ba động cơ để mà lên một con máy ấy, thì nó rất là ít thiệt sự bởi vì em chuyên bán mấy cày luôn mấy gắt cỏ này em mới qua em bán thêm thôi Đó. chứ ăn em chủ em bán mấy cày ấy. và động cơ xe máy ấy, hồi giờ nhà em xe máy ấy, gần như không bao giờ có chuyện mà em gửi đi khách chưa bao giờ gọi là mang ra tiệm để mà sửa đích thân em làm hết đích thân em làm kể cả S, X, A, B, A, B, C, cho đến mọi thứ Em làm một phát nha, chạy nhá, 10 năm không bao giờ rung rinh Em ru, bịt bô lại là em ru luôn con xe máy ấy. Ai làm em không biết Nhưng mà một khi em làm nó rẻ đi so với đưa thợ Là cứ rẻ đi, ví dụ như em Một cái máy của, của, của Yamaha đi Một cái động cơ Yamaha Thợ họ làm họ phải quốc khoảng, khoảng gần 3 triệu làm full em làm nha chỉ dưới một triệu thôi nhưng mà bao nha bịt bô lại là em ru luôn và từng con ốc một nằm đúng vị trí đấy nếu như mà động cơ xe máy nha từng con ốc một đúng vị trí đấy đời xe máy nha chỉ cần nhìn tem đã biết đời nào rồi Đó, thật sự nên những đời mà đời cổ cổ á chứ còn đời mới giờ nó ra nhiều quá không nhớ rồi nhưng mà khoảng 7 năm về trước cứ đời nào là chỉ cần chụp lại cái xe máy là em đã biết được con nó đời nào từ xe ga xe số cho đến mọi thứ luôn đời nào khác gì khác gì biết hết luôn đó, em không và em lấy dốc đâu nói thiệt nha nói thiệt cái nhiều bác kêu ở ừ, thằng này chắc chắn em kết hợp giữa ba động cơ ba động cơ động cơ máy cắt cỏ này động cơ xe máy này động cơ máy cày kết hợp ba động cơ lại để em hiểu về tỷ số nén hiểu về cái đường lửa của nó chạy hiểu về nguyên lý hoạt động của đường lửa hiểu về cục IC, hiểu về mọi thứ, hiểu về nòng bạc bít tông, động cơ hai kỳ, động cơ 4 kỳ như thế nào. Đó. Và gần như là bỏ thời gian tâm huyết để em học hàng ngày, kể cả đến giờ em vẫn học nghe mấy bác nha. Đó chứ học không có thừa. Thật sự ba cái xàm xí không bao giờ em coi. Ba cái xàm xí đít to vú bự không bao giờ em coi. Thiệt nha, không nói dốc. Đó. Nói ra thì nhiều khi mấy bác chửi thôi Em biết thế nào cũng có bác kêu vô kêu như này như kia Mấy bác không tin lời em nói Mấy bác cứ gọi những bác xe máy Gọi điện vô em Hỏi về kiến thức xe máy em trả lời từng câu một Nguyên lý Hoạt động Đời đó tại sao mà nhớt ra Tại sao mà hao nhớt Tại sao như thế nào em giải thích từ đầu đến đuôi Mọi người phải tâm phục khẩu phục Những con xe máy mà mọi người bị giặc nhiều Còn phải alo cho em Đấy, Em nói thiệt bị giật nhiều còn phải alo em ơi cái đó tại sao nó vậy? Tại sao nó không không hết công suất? Tại sao mà nó cứ như thế như thế em giải thích cho anh để anh xử lý, anh chỉ phát xử lý xong. Nhưng mà cũng không hoàn toàn bởi vì một số bệnh nó nghiệt. Rồi ok không nói nhiều, rồi em sẽ càng ngày em sẽ càng nâng cao tay nghề của em lên để phục vụ bà con nông dân. Rồi em test máy cho mọi người nghe. Đây có máy của anh khách. hơi này cái chuông bên đây á là nó có cái chuông nên lên ga là nó sẽ sào còn mọi người nghe tiếng máy nữa này. À. À. nhiều anh kêu em ở được cái miệng hay như này như kia Ừ thì những anh khách hoặc là những anh đó thực ra là những anh đó chỉ có phá thôi không làm được trò chống gì đâu những anh đó dạng kiểu giỏi quá rồi đến em thì các loại động cơ mà em còn một số cái em còn chưa am hiểu hết đừng có nói dốc là ừ tao như này tao như kia không có đâu đừng có nghĩ mình hơn ai em đây cũng chẳng hơn ai đâu em bây giờ em vẫn đang còn học hàng học hàng ngày về nguyên lý bởi vì những cái đời động cơ mới giờ nó còn nguyên lý của nó còn ghê nữa nên là tại sao mình phải hiểu về cái động cơ thì mình mới làm cho nó đỉnh cao chất lượng được một số cái video em không phải em lấy dốc đâu, một số cái video của một số anh 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 thợ thợ chỉ bán đấy, đấu cái chế này vô không đừng hơi, em đã thiệt chạy được đưa đầu em đi chặt chặt ngang cái đầu em luôn, chặt ngang luôn, anh đã kêu là không cần đừng hơi nó vẫn hút chăng lên, em đồng ý vẫn hút chăng lên nhưng không đủ chạy vui vui thì được ra làm đi ra làm là hiểu thế chứ không cần quảng cáo em đố cái anh đó em đố cái anh đó nha anh đó là canh cắt cỏ luôn em đố anh đó mà mãi mãi anh đó không bao giờ dùng đường hơi cứ thế là in vô mà chạy được em đố luôn em nói thiệt chắc là người ta gửi máy lên liên tục bê tông đồ lung tung chỉ chạy được tí hư thôi cao lắm 10 ngày nhưng mà em làm em bao luôn em bao xài luôn nên là những cái anh mà trên youtube cứ không cần đừng hơi đâu không cần đâu cứ rap vô là chạy em đố chạy đừng có nói dốc để người ta cái nguyên lý của một con máy cắt cỏ nguyên lý của một con động cơ xe máy nguyên lý của mấy cái này, khác nhau đấy nhưng mà nó đều chung một nguyên lý cả Đó. bọn anh làm sai cái nguyên lý mà bọn anh cứ kêu đúng rồi ấy, như kiểu đúng rồi bọn anh là kỹ sư để mày nói thiệt nha, không phải nói dốc đâu nhưng mà thiệt sự những anh đó Không tới Cái đầu chưa tới Nhưng mà cứ cho mình hơn người ta Không có đâu Cái đầu cái đầu đó Chưa tới được Và chưa bị những con máy nó hành Nói thiệt Em đây còn bị máy hành nhiều con Nó hành cho hai ngày Máy cắt cỏ này Động cơ xe máy và động cơ máy cày dễ ợt Máy cắt cỏ này Nhìn nó đơn giản vậy thôi Nó hành hai ngày chuyện bình thường nên đừng có nghĩ, đó, đừng có nghĩ mình hơn ai cũng có đâu, thiệt. còn không có đường hơi nhỉ? em đố nó chạy, em đố ra làm mà nó chạy được, chạy vui thì được, nhưng mà ra làm đi mới hiểu. Chứ nhiều khi kêu đủ thằng này, sao mà mày nó dốc thế, hay như này như kia, cứ comment trên thoải mái, Đấy. em vui vẻ lắm comment chửi luôn cũng được đừng cái giờ lôi dòng họ tổ tông ra hay à cái này cái kia chửi ra nào địch mẹ nào địch cha nào thằng này như này như kia em đây đến giờ em đang còn học nên nhớ câu đó người ta kêu học là không có thừa và em nói để cho anh những cái anh thợ đó hiểu được cái nguyên lý của một con máy anh đã tiếp thu được thì tốt thôi làm máy cho bà con nông dân tốt thôi còn nếu như không tiếp thu được thì gần như là em chẳng biết nói sao bảo thủ Đấy không? bảo thủ đó người nào cũng cho người ta đúng như em em làm con máy em cảm thấy đúng thì em nói đúng anh đó cũng vậy cảm thấy đúng là đúng nhưng mà đi ngược nguyên lý chưa hiểu về nguyên lý mà cái đòi làm sao mà làm làm thế nào được người ta phải hiểu về nguyên lý của một con máy nó hút xăng như nào nó lên xăng như nào nó bơm xăng như nào hoạt động như thế nào lửa nó đi tầm nào gốc đánh lửa nó bao nhiêu gốc đánh lửa nhỉ? nó bao nhiêu tỷ số nến nó bao nhiêu để căn gốc đánh lửa liệu có hiểu không để mà căn em nói thiệt mọi thứ nó đều có ba rem của nó mọi người chỉ cần xét trên mạng gốc đánh lửa nó ra tất cả các động cơ đều có gốc đánh lửa đánh lửa sớm và muộn đánh lửa tầm nào phù hợp đánh lửa sớm thì máy nó thốn Đó, mạnh nhưng mà nó thốn đánh lửa muộn thì nó hụt hơi Đó, nó rất là nhiệt không phải đơn giản như mọi người nghĩ nhiều anh khách nhiều anh thợ chứ bù mát cái cho mình là ghê gớm đổ mà không cần đừng hơi rồi như thế này như thế kia rồi làm lửa không đúng rồi làm như thế này như thế kia nói chung là nó không đâu vào đâu cả và đặc biệt là chỉ hành bà con nông dân mình thôi đó thì thật sự nên tại sao mà em bán không kịp bởi vì mình không phải em nói là em làm là giỏi nhưng mà em chỉ nói là em càng ngày em càng phải nâng cao tay nghề mình rồi không nói gì nhiều nói vậy để cho những anh thợ đó coi để mà hiểu được một con máy à, chứ còn đâu phải là cứ thế ra là chiến đâu có đâu không đơn giản dễ ăn vậy người ta ăn hết rồi không đến phiên em em ngồi em làm từng con máy em bán đâu nên đừng có tính gì còn mọi người kêu mua máy không dọn về cho nó rẻ đúng không mọi người mua vậy thậm chí còn đắt hơn em dọn mua về nó trục chặt cái này mua thêm trục chặt cái kia mua thêm trục chặt cái này kia mua thêm nữa đắt hơn em dọn đó chuyện bình thường nhiều anh khách em kêu đồ anh khách đã mua máy bên em luôn anh lại mua tiếp còn máy dọn nữa em bán giá đó u uh, tao biết vậy tao mua mẹ dọn thì tao dọn mẹ hả bay hai ngày anh kêu ừ uh, anh dọn thế còn đắt hơn em dọn <laughs> đó, chuyện bình thường nhá em nói thiệt tâm sự thiệt á tin thấy không tùy Đúng. nhưng mà em dám cam kết nếu như đi sai nguyên lý thì không chạy được rồi vậy đi để em test lại nổ hết ga thì cái chuông này nó có quay nên nó ghi lên vòng tua lớn đó, thì cái chuông này nó hơi xào không phải là xào bi nhưng mà do chạy trơn chứ gần nếu vô cần thì nó cũng không xào đâu rồi để cái nào nổ đó Yeah. tiếng chuông này người ta làm cỡ này người ta chưa dám lên tiếng thôi điệu phết phật nhiều thánh đổ. giỏi quá rồi mình nhìn nhiều anh đổ mấy con đi bóc phốt kênh mình điệu mà làm chắc gì đã hơn ai đâu đi bóc phốt rồi. thằng này như thế này thằng kia như thế kia làm như này như kia luôn chắc gì đã hơn đâu thiệt sự toàn thánh nổ rồi ok cảm ơn mọi người nha mọi người cho xin một like một đăng ký thì tất nhiên em không nói chung chung em chỉ nói chung chung những anh thợ có ăn tiếp thu ý kiến của em thôi còn bảo thủ thì theo kệ đi bỏ loại khỏi video này đó, những anh thợ đã có giỏi cứ cả đời không bao giờ làm ống hơi em coi coi không bao giờ làm lỗ hơi em coi coi xem có chạy được không đừng có nói dốc vô trong nghề người ta người ta bao nhiêu cái động cơ người ta hiểu người ta phải nắn đường hơi đường đồ nó không đi nó đúng chiều nó phải kín hoàn toàn chạy được ý. chạy mà chạy ra mấy cái máy nóng ran sao mà chạy nhiều anh cứ làm như thiệt. Rồi ok, cảm ơn mọi người. Vừa rồi làm mất thời gian của mọi người. Thì em cũng nói vậy để mọi người hiểu sơ về nguyên lý thôi. Chứ còn về tất cả các loại cục động cơ nó mênh mông lắm, cứ mỗi đời nó một khác, góc đánh lửa nó khác, thì số nén nó khác là góc đánh lửa nó đã khác đi chút rồi. Và am hiểu được nó thì mình làm được, còn không hiểu về nó thì không làm được đâu. Đó, nói thiệt sự. Còn uh, mọi thứ nó đều ở những nước ngoài nó có những cái thiết bị để nó đo kể cả góc đánh lửa nó đều có đo hết mình mình dùng thủ công nghĩa là mình mình dùng cái đầu mình thôi còn như nó nó có máy móc để đo góc đánh lửa luôn nên đừng có tính gì cái phòng tua góc đánh lửa IC đời nào phù hợp như thế nào chạy như thế nào nó tính hết rồi không đến phiên mình ngồi mình tính chứ chỉ cần nhiều anh Thánh nó comment tầm bậy bạ thôi không nói gì nhiều nói vậy họ nói ít hiểu nhiều chỉ còn nhiều thánh nữa lại vô lại thằng này lắm chuyện quá như này như kia lung tung. Nhưng anh nó giỏi quá. Quá giỏi rồi, không cần học nữa. Rồi. Thôi, nói vậy để những anh nó bớt bảo thủ thôi. Chỉ cần em nói nhiều em chẳng được gì. Nói rõ rồi. Đó, ok, cảm ơn mọi người nha. Đây có máy của anh khách gửi vào cho em. Em đã lên xong xuôi.